VTV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, VTV xin chia sẻ cho quý vị những câu chuyện về uh, những vợ chồng mà làm chủ sau khi mà đã làm thợ neo đó quý vị. Bởi vì ở đây thì một cái vấn đề mà có lẽ là uh, quý vị cũng từng trải qua nếu như mà ai đã từng làm thợ rồi thì đều mong muốn là sau này ra làm chủ, nghĩ rằng là gì, làm chủ thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thế nhưng mà chưa chắc đã phải như thế đâu quý vị. Bởi vì làm chủ thì cũng có rất nhiều thứ đáng phải suy nghĩ rồi đáng phải lo lắng chứ không hề đơn giản uh, như khi mà còn làm thợ mà còn suy nghĩ nha quý vị. Và cái câu chuyện này của một cặp vợ chồng trẻ mới mở tiệm neo vì áp lực quá nhiều, đặc biệt là chưa có nhiều thợ nên là hai vợ chồng làm việc cật lực. Sau 3 tháng làm việc liên tục không có ngày nghỉ thì vợ đã bị tai biến nhập viện. Người chồng thì sau đó cũng nhập viện. Theo sau 3 tháng, làm việc liên tục không có ngày nghỉ. Đó là câu chuyện của 3 tháng trước. Sau đó thì đã bình phục nhưng mà vẫn phải nghỉ ngơi và đã bán tiệm. Tối qua thì cũng ở đâu đó tại nước Mỹ này có một chủ tiệm neo đã ra đi mãi mãi. Nguyên nhân thì chưa thể xác định được nhưng mà được biết là tiệm ít thợ cho nên chị phải làm cả tuần không nghỉ và hình như là bị đột quỵ hai tháng trước thì có một cặp đôi mở tiệm lớn Nghe đâu đó là phải bán nhiều thứ để có thể bù lỗ cho tiệm Còn rất rất nhiều những cái câu chuyện khác như thế Những người chủ tiệm neo phải chịu áp lực rất lớn và họ phải đánh đổi nhiều thứ Đặc biệt là rất ít thời gian dành cho con cái Thậm chí là có người đánh đổi luôn cả tính mạng Tới đây thì có người sẽ nói là do tham lam mà thôi Vớ vẩn tiền 1 đến 2 ngàn thì khác chứ còn 8 đến 10 ngàn một tháng thì cố mà cày thôi đúng không quý vị? Và không ít người phải bán nhà để mà trả nợ vì tiệm neo thua lỗ. Đó là cuộc sống, là kinh doanh. Thế nhưng mà dù đi bất cứ đâu, dù đi bất cứ tiệm neo nào thì uh, chúng ta vẫn thấy là có những người thợ thích gây chuyện. Tiệm neo ở ở mỗi vùng sẽ có cái đặc thù khác nhau cho nên cái việc mà quản lý ăn chia trừ sắp hay không, không trừ nhiều hay ít hay là bất cứ cách cách quản lý nào sẽ luôn khác nhau quan trọng hơn là thu nhập của bạn là có tương xứng với tay nghề hay không và nếu không hài lòng với tiệm đó thì hãy làm tiệm khác ví dụ như có tiệm hai vợ chồng muốn làm chính còn thợ có thì tốt không có cũng chả sao đó là chiến lược của họ bạn đâm đầu vào rồi lên facebook kể lể thật vớ va vớ, vớ vẩn có tiệm chủ tốt lo cho thợ thì thợ ghét thợ suốt ngày đâm trọt nhau rồi cũng lên facebook khóc lóc rồi lại Uh, tiệm neo thì có nhiều thợ cũng có nhiều nói chung là hãy tìm nơi phù hợp với mình nếu chưa tìm được thì hãy xem lại bản thân mình có thể cái nguyên nhân chính là mình chưa đủ tốt để có thể có một cái nơi làm việc tốt nha quý vị uh, vừa rồi là một cái trường hợp của một cặp vợ chồng sau khi mà ra ngoài làm chủ và rất nhiều cái công việc khác nhau cũng như là có thể tham việc rồi là dẫn đến suy kiệt cơ thể và dẫn đến là bị tai biến nha quý vị Nói chung cũng may mắn là qua khỏi nhưng mà cũng phải bán tiệm neo đi bởi vì nó áp lực quá nhiều chứ không như là khi mà làm thợ neo nha quý vị. Và thực sự thì cái nghề neo này nó cũng phải đối mặt với rất rất là nhiều thứ. Và có rất nhiều người cho rằng nghề neo là nghề đối mặt với một sát thủ thầm lặng nha quý vị. Và về TV xin chia sẻ tiếp một cái câu chuyện của một người bạn mới từ Việt Nam qua, khó tìm việc vì vốn tiếng Anh kém cỏi. Ai cũng khuyên là nên đi học và làm nghề neo để tiện nhất vì vừa học nhanh mà lại vừa có tiền nhanh. Và cô này thì cô có hỏi là nghề neo có nguy hiểm vì hóa chất độc hại hay không, vì cô ấy đang có thai vài tháng, cô ấy lo cho đứa trẻ trong bụng. Trước cái tình cảnh thiếu thốn của cô ấy thì cũng không biết khuyên làm sao quý vị, không biết khuyên làm sao cho phải nên chỉ biết nói cho cô ấy nghe những sự thật mà cô ấy phải đương đầu không phải là đưa ra những cái nhận xét bi quan nhưng vì là uh, nhiều người đã từng làm nghề này nên là cũng xin rút kinh nghiệm và đưa ra những cái khuyến cáo đúng đắn không chỉ với cô ấy mà tất cả những ai đang làm nghề này làm cái nghề neo là cái nghề phải đối mặt với những cái thứ hóa chất độc hại mỗi ngày mà chúng ta gọi là những sát thủ thầm lặng đó hít thở những cái hóa chất này qua một thời gian dài thì cái nguy cơ mắc bệnh ung thư và những cái căn bệnh Uh, liên quan tới phổi gia tăng và có ngày là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Uh, tác giả của một bài viết trên báo đã thuật lại lời kể của Uyên Nguyễn là một chủ tiệm neo thì bà này có một cô em dâu đã hành nghề trong tiệm của bà ấy trên 15 năm rồi. Cái cô em thì khám phá ra cái thai 8 tháng bị bị chất lưu ở trong bụng đó và cô ấy tin rằng là cô đã hít quá nhiều hóa chất độc khi mà cô ấy làm neo cho khách À, năm 2007 thì báo đã đưa tin và có một cái bài báo đã gọi cái nghề neo là một trong những nghề tệ hại nhất ở Hoa Kỳ về những sản phẩm hóa chất được dùng trong tiệm. Những người thợ làm móng đã hít phải những hóa chất này liên tục từ 8 đến 10 đến 14 tiếng hoặc là hơn thế mỗi ngày. Theo một nghiên cứu của Đại học University Massachusetts, trong vùng bi người ta khám phá ra những người thợ neo là những người thường mắc các chứng bệnh như là khó thở, nhức đầu, ngưng ngáy và đau nhức các khớp xương, gân hay là bắp thịt. Mặc dù là chính phủ đã đặt ra những luật lệ hòng bảo vệ độ an toàn của người sử dụng, nhưng những ngăn ngừa này cũng không giúp được gì cho những người thợ. Một trong những hóa chất độc hại nhất tìm thấy trong những tiệm neo là chất sarsinogen và những chất khác. Những chất này thì tạo nên quái thai và hư thai. Uh, cá nhân tôi cũng có một người thân cũng làm nghề này sau nhiều năm hành nghề một buổi thì chị đi chữa răng và người nha sĩ khám phá ra chị bị ung thư dưới lưỡi chị phải chịu phẫu thuật để cắt chỗ ung thư đi và được hóa trị bác sĩ chuyên môn còn xẻ đùi chị để lấy thịt để vá vào cái chỗ lõm ở dưới lưỡi nơi thịt ung thư đó bị khoét bỏ đau đớn không thể nào mà tả được xui làm sao mà ông ta lại bỏ nhiều thịt đùi quá lưỡi bị chạm và chị nói chuyện không được ông lại phải giải phẫu lấy bớt thịt ra chị chịu đau biết bao nhiêu lần rồi chị bị chứng trầm cảm vì sợ chết phải uống thuốc an thần để giảm đau và bớt sợ cơ thể của chị uh, lâu dần quen thuốc ngày nào không có thuốc là chị cảm giác như kiến bỏ ở trong xương á khi mà vết vết mổ lành thì hai năm sau uh, phổi của chị bắt đầu là mọc những cái mụn ung thư nho nhỏ lan ra đầy phổi thì giờ bác sĩ bảo là đành phải để thế không thể giải phẫu cắt chúng đi được vì chúng quá nhiều những cái mụn ấy phát triển chậm nhưng mà ngày một lớn dần chị xem như hết cách chữa bèn tin vào những phương thuốc bậy bạ của bất cứ người nào mách bảo vợ chồng con trai chị cũng mở tiệm neo rất là khá giả thế mà mỗi lần mà tiệm đông khách thiếu tay thợ thì chị lại sắn tay và giúp cho con thật sự là sinh nghề tử nghiệp đó quý vị chị ý đúng là một người phụ nữ việt nam tiêu biểu chỉ biết làm việc hy sinh cho chồng con và chị mở con của chị thì mở tiệm neo kiếm tiền giúp gia đình quần quật với công việc không có ăn chơi mua sắm không có biết giải trí uh, xe xe xua gì cúc suốt cuộc đời cả chị đã được hưởng những gì ngoài mặc cảm làm neo và những cái cơn đau của ung thư hành hạ và gần đây nhất thì chị rút vốn cho con chị mở tiệm tạp hóa để mà bỏ dần tiệm neo vì chị thấy được nguy cơ lâu dài của nghề này. Nghề nào nghề nấy, làm nghề khuân vác thì sau già thì cũng uh, còng lưng xuống thôi. Uh, lệch xưng, uh, lệch lệch dạng người đấy Hành nghề neo thì ngoài những cái bệnh về da uh, còn uh, mắc phải uh, đối diện với các bệnh về đường hô hấp. Trong một bài báo bài báo có y tế được thực hiện vào ngày 21 tháng 10 của năm 2010 trong uh, 325.228 thợ móng tay có bằng cấp thì có uh, rất là nhiều cái con số chiếm tỷ lệ mắc bệnh ung thư và con số tỷ lệ ung thư là 0, phần và tỷ lệ ung thư phổi là 1,21% phần trong tổng số hành nghề tức là cứ 100 người thợ làm móng thì có 1,21 người mắc ung thư phổi con số này là một con số đáng tin cậy Ngoài ra thì họ còn mắc các bệnh liên hệ tới đường hô hấp và uh, những bệnh khác thì cũng theo một cái báo cáo ở Mỹ có khoảng 60.000 tiệm nail, con số người hành nghề làm móng khoảng 350.000 người. 96% là phụ nữ, hơn phân nửa là người Việt Nam. Ông Nguyễn Tin, Chủ tịch Hiệp hội Việt Nam nail tiết lộ, ở California có khoảng 42.000 thợ làm móng người Việt và con số người gia nhập hàng nail ngày một gia tăng. Tháng 12 năm 2004, một thanh tra y tế đột nhập vào một tiệm neo ở San Jose để kiểm tra sau khi nhận báo cáo của một khách hàng tố giác sau khi làm móng da bị dị ứng, sưng tấy, đau dì nước. Bác sĩ đi mãi bác sĩ không hết. Sau đó, Bộ Y tế bắt đầu mở hàng loạt những vụ kiểm tra khám xét các tiệm neo. Tiếp theo, thì vụ báo cáo đó có khoảng 30 trường hợp khách hàng bị ý chứng đau dì nước vì nhiễm trùng. Sau khi mà làm móng, được ghi nhận các cơ quan truyền thông lớn ở Mỹ liên tiếp nói về việc này, họ than phiền các tiệm neo Việt kém vệ sinh, không thoáng khí, hệ thống hút hay lọc hơi không hội tụ đủ tiêu chuẩn, đảm bảo sức khỏe cho khách hàng lẫn thợ thuyền. Nhiều tiệm neo không kiểm soát được rủi ro do hóa chất làm móng gây ra, cũng như từ sơn móng tay keo gắn móng chất lau sơn móng tay, sau đó nhiều tiệm neo bị phạt, vi phạm luật không đủ tiêu chuẩn an toàn, mặc dù mức độ hơi khó, hơi khói và bụi hóa chất ở dưới mức độ cho phép, nhưng chuyên viên móng vẫn có thể mắc các bệnh như là khó thở, hen suyễn do ethymetaren gây ra. Ở ngoài ra thì nhiều người bị cay mắt vì nồng độ ema có trong bột là móng. Khi mà mài móng có những cái hạt bụi rất nhỏ bay ra trong bụi thì có pha lẫn những cái chất như là keo dán, mix, blim. Chúng vượt rào cản ở mũi, cuống phổi và xâm nhập vào góc phổi đưa tới dẫn tới bệnh tổn thương não tạo nên các bệnh về đường hô hấp do đó việc đeo khẩu trang che bụi và ngăn được phần nào các loại hóa chất độc hại tuy nhiên thì các hóa chất này dễ bay hơi và hòa tan trong không khí có hại cho cả khách lẫn thợ tác dụng độc hại của các hóa chất trên cơ thể một người hành nghề xảy ra theo một tiến trình chậm và lâu dài khiến người ta không thấy mối nguy hiểm lập tức và ngay trước mắt và lại việc học neo rất là nhanh, dễ lại rẻ là một lợi điểm thu hút những người mới đến định cư muốn nhảy vào. Khi học nghề nhà trường chỉ dạy sơ về các cái độc nhưng lại tránh không nhắc đến hại như thế nào mà chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh kiếm tiền nhiều và dễ à, Tức là một thợ làm móng 38 tuổi kể lại rằng bà làm trong một tiệm móng trong khu shopping mall cùng 10 thợ khác 10 tiếng mỗi ngày. 6 ngày mỗi tuần Và bà đã không dùng khẩu trang che mặt Tiệm lại không có hệ thống quạt hút, Quạt hút hơi lọc không khí Trong khi người dân quản lý hút thuốc liên tục suốt ngày Khiến cho căn tiệm đầy những cái mùi Ở những tiệm bà thông bà không cảm thấy cái mùi hóa chất Hay cái mùi gì Vì khứu giác của bà đã quen với nó Và bà bắt đầu là bị bệnh khó thở Và cảm thấy phổi mình đầy những cái bụi thì 6 tháng sau là bà tìm việc khác vì bà không muốn chết sớm. Tất cả những người đã và đang làm thợ móng chắc chắn là sẽ có nhiều người ý thức được những rủi ro nghề nghiệp giống như bà cụ vừa rồi. Nhưng mà mấy ai có thể dứt khoát được hay là có ý định bỏ nghề kịp lúc như bà làm móng đã giúp rất nhiều người Việt bước nhanh và bước mạnh trên con đường hội nhập khó khăn và khiến họ làm nên bao nhiêu cơ nghiệp vẻ vang. Thường thì nghề neo là cái nghề mà dễ kiếm tiền ai mà dạy gì mà bỏ đang kiếm rất nhiều tự dưng bây giờ mà bỏ thì cũng không không phải là nói ngày một ngày hai được đúng không quý vị tuy nhiên chúng nếu như mà chúng ta biết được nghề này khó bỏ mà nó có nhiều rủi ro thì mình nên đề cao cảnh giác và thường xuyên áp dụng những phương pháp phòng ngừa hầu ngăn chặn những cái nguy cơ xảy ra và giảm thiểu những cái rủi ro đó là chưa kể đến những nỗi cực khổ trong việc đối phó với sự cạnh tranh nghề nghiệp bởi vì nghề nào dễ ăn thì ai cũng nhảy vào rồi. Vì cạnh tranh mà có người mở tiệm suốt. Sợ mất khách, những ngày lễ thì họ phải mở cửa từ sáng sớm tới tối mịt. Có khi khách đông bận rộn đến nỗi mà không ăn nín nhịn đi vệ sinh, đến nỗi có người bị xỉu vì đói vì mệt. Ngoài ra người, thận, uh, người thợ neo còn có một cái cảm mặc cảm, thấp kém, giảm nhân cách vì bị coi là vị trí ngồi thấp so với của họ và là uh, trà chân cắt da săn sóng rồi uh, lau chân mang giày cho người ta thực sự thì tủi nhục không ít cũng làm cho tâm lý của con người ta bị tổn thương chưa kể khách hàng khó tính bắt bẻ hành hạ làm theo đúng ý của họ khiến cho đồng tiền tưởng là kiếm dễ biến thành cục xương hóc ở trong họng và chị tôi có kể có một bà thợ lớn tuổi đeo kính lão vẫn phải đi làm một hôm vì mắt kém thay vì cắt móng thì bà đã cắt lầm vào da chân của một người phụ nữ da đen trẻ to con mập mạp chị lắc đầu nói là trời ơi tôi thấy con mỹ đen bất thần bị đau co quắp chân to khỏe của nó đạp bà một cái thì tấm thân gầy nhỏ bé lăn lông lốc dưới đất thật là đáng thương và bà đau đến nỗi mấy hôm sau chưa có đứng dậy nổi để đi làm nỗi vinh nhục của nghề làm móng kể ra thì nhiều nhưng mà dĩ nhiên vào nghề thì ai cũng phải tập làm quen với sự chịu đựng và chấp nhận thương đau. Nhưng cái khó khăn nhất của nghề làm móng thì có lẽ là đường vào nghề neo thì rất dễ nhưng đường ra thì chắc chắn là khó quý vị bởi vì ít ai bước ra dù cho họ phải đối mặt và sống với một sát thủ thầm lặng. Ờ, quý vị cũng vừa được nghe xong những cái sự trải lòng của những người làm nghề neo và họ cũng đã phải đối diện với cả những cái nguy cơ về những uh, cái hóa chất độc hại ở trong nghề làm neo. Thì nếu như quý vị uh, khán giả của VTV, những ai mà đã từng làm nghề neo rồi hoặc đang làm đó thì uh, quý vị có thể chia sẻ những cái cảm xúc, suy nghĩ của mình bên dưới phần bình luận của video về cái vấn đề này để uh, quý vị khán giả sẽ cùng uh, thảo luận thêm. Và rất là cảm ơn tất cả các quý vị khán giả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nội dung của video ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo